Xin chào tất cả các bạn, mình là Dương đây. Thì hôm nay nói thật với các bạn là vì nhiều người hiểu hỏi quá, bảo là sao anh không nói về cái chuyện mà sư ông Thích Trân Quang ấy mà có con với cả Phương Trinh gì đấy. Mình khẳng định với quý vị chẳng được có. Mình khẳng định quý vị chẳng bao giờ có. Tại vì nếu mà là một người, tại vì mình không muốn biết sâu cái chuyện này, nhưng mà thấy họ xuyên tạc nhiều quá thì mình thấy nó ngứa mõm thì mình phải nói thôi. Thật sự mình ngứa mõm phải nói thôi. Các bạn biết tại sao ngứa mõm phải nói không? Một cô bé đẹp như vậy, cô ấy thích đi theo chân tu vui tu tập là quyền của cô đấy. Nhưng bảo là cô đấy với một cái ông lớn tuổi như vậy, cô ấy thiếu gì? Đấy là đầu tiên. Cô ấy thiếu gì mà cô lại phải gọi là đi làm những cái gọi là cái điều như vậy? Và tôi tin chắc rằng là những người như ông Thích Trân Quang, ông không đến lỗi như vậy. Khẳng định quý vị là không đến lỗi như vậy. Tôi ở đây tôi chỉ trách ông ấy một điều này. Thật sự là tôi trách. Tôi không binh ông ấy. Tại vì đối với tôi mà ai mà đã giả dối ngay từ đầu, cũng như là mình đã làm sai ngay từ đầu nhưng mình cố tình tiếp tục đi làm sai nữa mà mình chưa nhận ra cái điều đấy là điều sai trái thì tôi không hòa thích. Thì rõ ràng là cái bằng cấp 3 của ông ấy 100%, tại vì ông ấy nhận, ông ấy thú nhận là cái bằng đấy cũng là bằng không hợp pháp. Và theo cái hệ giáo dục của chúng ta ấy, thì là nếu mà anh phải có bằng cấp 3 thì anh mới được học đại học xong anh mới được học các bằng tiếp, tiến sĩ, master đấy chẳng hạn. Bây giờ ông ấy sai rồi thì thôi. Còn cái chuyện mà ông ấy giỏi bẩm sinh, ông ấy có khả năng thuyết phục, ông ấy có ABC, những cái nét đẹp ví dụ như kiểu như là bác Hoàng Chí Bảo bảo ấy, thì rõ ràng là đúng. Tại vì sao? Vì các bạn phải hình dung này, không phải tự nhiên là ông ấy thuyết giảng mà rất nhiều người yêu quý ông ấy đâu. Rất nhiều người yêu quý và rất nhiều người ủng hộ ông ấy. Thì đó là những thứ mà chúng ta thấy là cái sự thực. Nhưng ví dụ là có một cái tờ báo ấy, tờ báo Lao Động ấy, hay là tờ báo gì nhá, mình xin lỗi, Pháp Luật Đời Sống Lao Động, nhưng đây là mình không khẳng định, mình không nắm rõ, nhưng mình biết là có một tờ báo khi mà nói về tài sản ông ấy, nơi cái chỗ mà ông ấy giảng ở Bà Rịa Vũng Tàu ấy, mà các ông ấy đưa hẳn một cái tòa nhà rất là to đẹp ấy, một tòa nhà màu xanh to đẹp, đấy là sai. Cái diện tích ở đấy nó chỉ là một tầng thôi, không có cao như thế, hoặc giỏi lắm hai tầng thôi, nhưng không cao như vậy. Thế nhưng mà nếu mà mọi người mà nhìn vào cái đấy thì rõ ràng đấy là giả dối. Và cái tờ báo nào đưa cái đấy thì tờ báo đấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì đưa thông tin sai sự thực, xuyên tạc sự thực. Nhưng mà cơ quan chức năng của Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định là có những phần đất để mà xây dựng cái nơi của ông Thích Trân Quang ấy, cái thiền viện của ông ấy, thì rõ ràng là thưa các bạn là sai. Tại vì cái đất của ông ấy được bàn giao là đúng, bàn giao để mà trồng rừng đấy quý vị ạ. Nhưng mà những cái diện tích xây dựng, có những diện tích xây dựng sai ấy, chứ không phải toàn bộ. Thế còn lại là cái đấy thì nó đơn giản, nó không được hoành tráng. Nói chung là khẳng định quý vị là như vậy. Nhưng mà trên một diện tích rất là rộng, đấy là sự thực. Nói chung là tóm lại chúng ta phải hình dung ở đâu là sự thực, chứ chúng ta không thể nào chúng ta xuyên tạc được. Còn cái ở đây mà mình không thích ông ấy là đã là một người đi tu hành mà lại cứ xuất hiện trên không gian mạng ấy, thì nó thật là mình cũng không thích. Đấy, nó thẳng là như vậy, mình không thích. Thì tóm lại là đối với ông Thích Trân Quang thì mình là người không quá ông ấy. Tại vì ông ấy là ngay từ đầu ông đã có những cái vấn đề mà giả dối rồi. Đấy, còn vấn đề ở đây mình khẳng định với quý vị là rất nhiều những cái hiện tượng hiện tại bây giờ đang lợi dụng về tâm linh. Đấy, đang lợi dụng về tâm linh, đang lợi dụng về tôn giáo để mà trục lợi là rất nhiều, nói thật quý vị là rất nhiều. Và đặc biệt là chúng ta lên án cái hành vi ghép cắt ở trên không gian mạng, cái này Dương bị, chính bản thân Dương bị không phải là một lần và rất nhiều. Có nghĩa là những người không thích mình bắt đầu người ta cắt ghép mình vào những cái góc này góc nọ và những cái xấu xa. Nhưng các bạn nên nhớ bây giờ cái công nghệ cắt ghép ấy, từ ngày xưa ấy, nếu mà không cần phải là AI đâu, trí tuệ thông minh nhân tạo đâu, nhưng mà
những người khả năng mà dùng Photoshop người ta cắt ghép đã kinh khủng lắm rồi, nếu là những người chuyên nghiệp. Còn những người không chuyên thì bây giờ dùng AI, trí tuệ không nhân tạo thì kinh lắm. Bạn thích ghép mặt tớ thành bất kỳ ai cũng được. Mà đôi khi bây giờ thành video nhé, chứ không phải mà video ngắn ấy, tầm vài giây hay là 10 giây thì nó để đỉnh cao là giống như thật. Nhưng mà nếu mà video dài ấy thì nó sẽ nhìn ra là giả tạo, nếu mà ai là chuyên nghiệp nhìn biết. Hoặc là giả giọng nói. Giống như bây giờ bảo là mình nghe cuộc ghi âm những điện thoại, nó thật các bạn, y xì luôn. Dùng bằng giọng nói của tớ luôn để mà nói về những cái điều như vậy. Cho nên là ở đây mình khẳng định quý vị là khi chúng ta phải điều tra thật kỹ. Còn đối với Dương, khi nói gì Dương dựa trên cái không gian mạng, dựa trên cái bài báo, dựa trên những cái thông tin chính thống. Nhưng mà rõ ràng ở đây thì có rất nhiều người cũng đang lên án những cái kênh truyền thông chính thống. Ví dụ những tờ báo chính thống, họ đưa tin nhiều lúc sai lệch sự thật, với mục đích đó, gì đó mình biết. Và có những con người dám đấu tranh rất là mạnh mẽ chuyện đó. Còn đối với Dương thì Dương không bao giờ làm điều đó. Tại vì sao? Vì mình đối với Dương là hay tôn trọng sự thực và dựa trên những cảm nhận của cá nhân và những cái bài báo chính thống. Còn nếu mà bảo là đấu tranh cho một cái sự thực nào đó, nếu mà Dương biết chắc 100% thì kể cả báo chính thống mà Dương biết rồi, nhưng đây Dương không biết, Dương không lên trên không gian mạng nói được. Các bạn có thể tìm những cái kênh mà người ta có những cái thông tin chính xác để người ta nói chuyện. Đấy là những việc làm của quý vị. Đối với tất cả bản thân bất kỳ ai thôi thôi, lên không gian mạng chúng ta nên tôn trọng sự thực. Còn những cái kẻ nó cắt ghép thì rõ ràng quý vị biết rằng là nó phải có mục đích gì. Mục đích ở đây chắc chắn là mục đích không tốt. Còn tốt thì người ta không làm điều đó. Cho nên cái chuyện mà Dương Béo lên án cực liệt, cái chuyện mà một cá nhân hay là tổ chức hay thành phần nào đã cắt ghép mặt một đứa em bé, một đứa trẻ con cùng với Phương Trinh và vu khống cho ông Thích Trân Quang là Dương không đồng ý. Và Dương cũng xem một vài kênh và đi tìm hiểu thì rõ ràng đấy không phải là con ruột của Phương Trinh. Và là con, người ta gọi khẳng định đây là con gì nhỉ? Con nuôi đấy, không phải là con ruột. Quý vị nhớ là con nuôi là khác. Và đã con nuôi thì chắc chắn không phải là con của ông Thích Trân Quang được. Nhưng bọn chúng dùng những cái AI hoặc là dùng những cái thành phần chuyên nghiệp chỉnh sửa hình ảnh. Và bọn chúng đã đưa cái mặt có vẻ giống ông Thích Trân Quang. Cái đấy rất không khó, kiểu đối với Dương làm được điều đó không khó. Cho nên Dương lên án mạnh mẽ cái điều đó. Và Dương cũng mong muốn là cơ quan chức năng cũng phải lên án. Ông Thích Trân Quang ông sai cái gì? Ông sai đâu? Sai quy định gì? Đối với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì xử lý đến đó. Nếu ông sai pháp luật thì xử lý hình sự, hay xử lý theo pháp luật. Ông sai về đất đai, về dân sự thì xử lý về đất đai. Còn những cái ông ấy bị người khác lên án sai sự thực như ghép hình chẳng hạn thì chúng ta cũng lên án. Anh lên án mạnh mẽ chứ không phải là gì, cực kỳ lên án mạnh mẽ. Còn đối với Dương, có những bài giảng của ông Thích Trân Quang, Dương khẳng định quý vị là Dương không thích. Còn mọi người cứ bảo phải nghe hết, Dương khẳng định Dương nghe hết rất nhiều những bài giảng của ông Thích Trân Quang. Có những điều là không đúng sự thực. Hay kể những cái vấn đề là nhận cúng dường chẳng hạn, có nhận cúng dường chứ bảo không nhận cúng dường là có sự thực. Và có những đơn tố giác có sự thực và có bằng chứng thì đó là những cái sai ông ấy. Và ông sai đây là sai trách nhiệm dân sự, hình sự thì trách nhiệm pháp luật chứ không phải mình. Và đặc biệt là cái cuối cùng là Dương khẳng định quý vị là cái mà liên quan đến cái bằng cấp 3 của ông ấy thì rõ ràng là sai. Cho nên cái bằng kia cũng hỏng hết. Đấy, bằng ấy hỏng hết. Và đấy là điều đầu tiên mình phải khẳng định là đối với con người chúng ta, nếu chúng ta gian dối ngay từ đầu, có cái hệ thống thì tất cả những cái gì phía sau của chúng ta là bằng con số 0. Bằng số 0 tròn trĩnh, chúng ta phải khẳng định đấy. Chúng ta phải tôn trọng những điều như vậy. Thì Dương tôn trọng những điều như vậy. Và Dương lên án mạnh mẽ tất cả những cái việc làm không đúng mà liên quan những sự việc như vậy. Đấy là điều mà hôm nay thì mọi người hỏi mà, thì Dương cũng trả lời rất rõ ràng, không có gì. Mỗi con người trong chúng ta trong cuộc sống thì sẽ có rất nhiều những cái gọi là va chạm trong cuộc sống. Có thể đôi khi va chạm đến những người thân, anh em, cả gia đình. Thế nhưng mà đối với Dương thì cái chuyện mà va chạm
là Dương khẳng định là Dương sẵn sàng đối thoại chứ không bao giờ là va chạm. Nhưng mà những kẻ cực đoan ấy thì họ thích thì kệ họ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại nhé.